Cảnh quan thiên nhiên là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, đất đai, hệ thực vật và hệ động vật. Cảnh quan thiên nhiên có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố tạo nên nó. Cảnh quan núi non, cảnh quan này có đặc điểm là có những ngọn núi cao, những dốc đứng và những thung lũng sâu. Cảnh quan núi non thường có khí hậu mát mẻ và ẩm ướt, với lượng mưa lớn. Hệ thực vật ở cảnh quan này thường là rừng cây lá kim và rừng cây lá rộng. Hệ động vật ở cảnh quan này thường là các loài động vật sống ở vùng núi cao như dê núi, cừu núi, báo tuyết, gấu nâu. Cảnh quan đồng bằng, cảnh quan này có đặc điểm là có những vùng đất bằng phẳng, rộng lớn. Cảnh quan đồng bằng thường có khí hậu ôn hòa và khô giáo, với lượng mưa vừa phải. Hệ thực vật ở cảnh quan này thường là cây trồng nông nghiệp và rừng cây lá kim. Hệ động vật ở cảnh quan này thường là các loài động vật sống ở vùng đồng bằng như hươu nai, lợn rừng, cáo, hỏ. Cảnh quan ven biển Cảnh quan này có đặc điểm là có những bãi biển, những vách đá và những đảo nhỏ. Cảnh quan ven biển thường có khí hậu mát mẻ và ẩm ướt với lượng mưa lớn. Hệ thực vật ở cảnh quan này thường là cây dừa, cây phi lao và các loài cây chịu mặn khác. Hệ động vật ở cảnh quan này thường là các loài động vật sống ở vùng biển như cá, tôm, ua, mẹ Cảnh quan sa mạc. Cảnh quan này có đặc điểm là có những vùng đất khô cằn, nóng bức và ít mưa. Cảnh quan sa mạc thường có khí hậu nóng và khô với lượng mưa rất ít. Hệ thực vật ở cảnh quan này thường là các loại cây chịu hạn như xương rồng, lạc đà gai và các loài cây mọng nước khác. Hệ động vật ở cảnh quan này thường là các loài động vật sống ở vùng sa mạc như lạc đà, rắn, thằn lằn. Thiên nhiên là môi trường xung quanh chúng ta, bao gồm các yếu tố tự nhiên như đất đai, nước, không khí, thực vật, động vật và các hiện tượng tự nhiên khác. Nó cung cấp sự sống và đáp ứng các quan trọng về tài nguyên cho con người và các hệ sinh thái khác. Thiên nhiên có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó mang lại không khí lành, nước sạch, thực phẩm, vật liệu xây dựng và năng lượng. Ngoài ra, nó còn tạo ra cảnh quan tuyệt đẹp và mang lại những trải nghiệm thú vị cho con người. Tuy nhiên, do tác động của con người và các hoạt động khai thác thiên nhiên, môi trường tự nhiên đang gặp phải nhiều vấn đề và suy giảm. Sự ô nhiễm môi trường, mất rừng, thủy điện, sự gia tăng của rác thải và biến đổi khí hậu là những công thức hiện nay. Chúng ta cần bảo vệ và duy trì thiên nhiên bằng cách cung cấp tài nguyên vững chắc Bảo vệ các khu vực đa dạng sinh học và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của con người lên môi trường. Bằng cách tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, họ đang bảo vệ tương lai của chính chúng ta và các thế hệ sau. Xin chào, Việt Nam. Tôi rất vui khi được trở về quê hương sau một thời gian dài ở nước ngoài. Tôi đã rất nhớ những món ăn Việt Nam, những cảnh đẹp của đất nước và nhất là những con người Việt Nam thân thiện. Tôi đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn là nơi đẹp nhất đối với tôi. Tôi yêu những cánh đồng lúa xanh mướt, những ngọn núi hùng vĩ và những bãi biển trong xanh. Tôi cũng yêu những ngôi chùa cổ kính, những di tích lịch sử và những bảo tàng nghệ thuật. Cảnh quan thiên nhiên là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, đất đai, hệ thực vật và hệ động vật. Cảnh quan thiên nhiên có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố tạo nên nó. Cảnh quan núi non, cảnh quan này có đặc điểm là có những ngọn núi cao, những dốc đứng và những thung lũng sâu. Cảnh quan núi non thường có khí hậu mát mẻ và ẩm ướt, với lượng mưa lớn. Hệ thực vật ở cảnh quan này thường là rừng cây lá kim và rừng cây lá rộng. Hệ động vật ở cảnh quan này thường là các loài động vật sống ở vùng núi cao như dê núi, cừu núi, báo tuyết, gấu nâu. Cảnh quan đồng bằng, cảnh quan này có đặc điểm là có những vùng đất bằng phẳng, rộng lớn. Cảnh quan đồng bằng thường có khí hậu ôn hòa và khô